Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 29 tháng 6, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Đam mê nào mà không lôi cuốn, sắc đẹp nào mà không quyến rũ, dù con là sỏi đá vô chi cũng bàng hoàng con tim rung động. Nguyện xin các thánh thông công cầu bầu cùng Chúa Trời ban sinh lực cho con chiến đấu, hằng được cơn cám dỗ thoát qua cơn mê cuồng trần ai. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 29 tháng 6, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Hôm nay hội thánh mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Phêrô là tên mà Chúa đặt cho Simon, làm nghề chày lưới, là anh của Andre. Phêrô có nghĩa là đá. Simon và Andre, em của ông, là những dân chài chất phác ở biển Galilea. Andre theo làm môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả. Lần kia khi Chúa Giêsu đi qua, thánh Gioan đã giới thiệu với hai môn đệ của mình là Andre và Gioan: đây là Chiên Thiên Chúa. Andre và Gioan liền theo Chúa Giêsu. Về nhà, Andre nói lại với Phêrô rằng mình đã gặp đấng thiên sai. Hai anh em dẫn nhau đến gặp Chúa Giêsu. Nhìn họ với cặp mắt thần linh, Chúa Giêsu bảo: anh là Simon, nhưng từ nay sẽ gọi tên là Phêrô. Simon Phêrô gắn bó với Chúa Giêsu, mặc dù vẫn tiếp tục nghề chài lưới. Ông được dự tiệc cưới tại Cana và được chứng kiến phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu, cho thấy thần tính của người. Vài tháng sau, Phêrô và Andre giặt lưới bên bờ hồ. Chúa Giêsu lên một chiếc thuyền để giảng dạy dân chúng. Sau đó người nói với Phêrô: ra khơi mà thả lưới đánh cá. Sau một đêm làm việc mà không bắt được gì cả, nhưng bây giờ Phêrô vẫn mau mắn vâng lời thầy, còn thả lưới. Và kết quả thật lạ lùng, mẻ quá nhiều đến nỗi như là muốn rách lưới. Bối rối trước sự lạ và cảm thấy mình không xứng đáng ở gần Chúa Giêsu, Phêrô mới quỳ sụp dưới chân người và nói: xin hãy xa tôi vì tôi là kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu trả lời: đừng sợ, từ nay anh sẽ là kẻ chài lưới bắt người. Rồi đây ông sẽ lôi kéo nhiều tâm hồn về với Chúa như số cá nhiều vô kể ông vừa lưới được. Ông đã từ bỏ tất cả, gia đình, thuyền lưới, nghề nghiệp, tất cả mà đi theo Chúa Giêsu. Khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đặt ông đứng đầu cả nhóm. Vào đầu tháng 4, sau khi họ bánh ra nhiều, Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ qua bên kia hồ. Gió nổi lên dữ dội. Chúa Giêsu đến với các ông. Mệt nhọc trèo trống ngược gió trong đêm tối, các ông tưởng là bóng ma, cho nên kêu la lên. Chúa Giêsu trấn an: hãy vững lòng, chính là ta, đừng sợ. Phêrô lúc đó mới kêu lên rằng: lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin truyền cho tôi được đi trên mặt nước mà đến với thầy. Chúa Giêsu bảo: hãy đến. Phêrô nhảy khỏi thuyền đến với Chúa Giêsu đi trên mặt nước. Nhưng sau phút giây tin tưởng ban đầu, thấy gió nổi mạnh, thổi tới, thổi lui, ông bắt đầu sợ. Và khi bắt đầu sợ thì ông thấy mình chìm xuống nước. Và khi thấy mình chìm xuống nước thì ông hốt hoảng kêu lên:
Lạy Chúa xin cứu tôi. Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông và trách ông, sao mà hèn tin như thế. Hôm sau, lần đầu tiên Chúa Giêsu đề cập đến bánh hàng sống, đến mầu nhiệm thánh thể, một số môn đệ nói lời này chói tai quá, ai mà nghe được, rồi lần lượt bỏ Chúa, không theo ngài nữa. Chúa Giêsu lúc đó quay lại hỏi các tông đồ xem, còn các con có muốn bỏ thầy không? Phêrô không ngần ngại đáp, bỏ ngài thì chúng tôi sẽ theo ai? Ngài mới có những lời ban sự sống đời đời. Một năm sau, Chúa Giêsu đặt vấn đề với các tông đồ. Này, các con nói thầy là ai? Phêrô thay lời anh em tuyên xưng, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đáp lại, Chúa Giêsu khen thưởng Phêrô và hứa hẹn, thầy bảo con là đá, và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực âm phủ sẽ không thắng nổi. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, và điều gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, điều gì con cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở. Tuy vừa mới được khen, nhưng khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn sắp tới thì ông vội vã can ngăn, thưa thầy, không thể xảy ra chuyện đó được. Đức Giêsu phải quở trách ông, Satan hãy xéo xa khỏi ta, tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của ta. Đức tin của Phêrô chưa thực sự kiên vững như đá, còn phải được chui rèn qua nhiều thăng trầm thử thách nữa, Phêrô mới thực sự trở thành mẫu người thủ lãnh của giáo hội. Nhằm huấn luyện ông, Chúa cứu thế cho ông được chứng kiến các biến cố quan trọng trong cuộc đời của người, như lúc Chúa biến hình trên núi Ta-bo, lúc Chúa cầu nguyện trong vườn Giê-xi-ma-ni, và sau khi Chúa sống lại. Chúa đã đặt Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ, thay mặt Chúa điều khiển hội thánh. Và Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa Giêsu cho Phêrô trực tiếp chứng kiến việc người gọi sống lại con gái ông Giai-rô. Người còn dẫn các ông lên núi để cho chứng kiến cuộc biến hình đầy uy nghi sáng láng của người. Có Môi-sen, Elia hiện ra đảm đạo, rồi nghe tiếng từ trời cao nhắn nhủ, đây là con chi ái của ta, kẻ ta sủng mộ, các ngươi hãy nghe lời người. Những săn sóc đặc biệt kia phải gây ảnh hưởng mạnh nơi tâm hồn Phêrô. Một lần kia, khi có người thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giêsu mà không theo Chúa được chỉ vì của cải, Phêrô đã mạnh dạn thưa, này, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đối với ông, chỉ có điều này là quan trọng, còn nhiều điều ông chưa hiểu được. Chẳng hạn như việc thầy khiêm tốn quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ ngày thứ năm tuần thánh, ông không hiểu được. Tuy nhiên, Phêrô vẫn sắc tín và điều kiện cấp thiết phải trung kiên theo Chúa. Ông đã thưa với Chúa trọn cả tâm tình quả cảm của mình, Tôi sẽ thí mạng sống tôi vì thầy. Dĩ nhiên, nhiệt tình ấy còn phải được chứng nghiệm bởi việc làm. Phêrô chưa biết, chưa lượng định nổi khả năng của mình. Đầy cảm thông, Chúa Giêsu báo trước cho ông biết rằng, anh sẽ thí mạng vì tôi ư? Quả thật, tôi nói cho anh biết, ngay đêm nay, trước khi gà gáy, anh đã chối tôi 3 lần. Trong vườn cây dầu, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu bắt đầu. Phêrô rút gươm chém đứt tay một binh lính để mong bảo vệ thầy. Sau hành vi bộc phát ấy,
Phêrô như mất hết nhuệ khí, ông chút gươm trở lại bao theo lời thầy: hãy xỏ gươm vào bao, kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Đúng như lời tiên báo trước, Phêrô đã ba lần chối thầy. Rồi gà lên tiếng gáy, Chúa Giêsu nhìn lại, Phêrô bừng tỉnh và hối hận, nước mắt chảy dài. Sau cuộc khổ nạn và tử nạn, Chúa Giêsu sống lại hiện ra nhiều lần. Tại bờ biển Tiberia, Người đã hiện ra với Phêrô và các bạn đang khi họ thả lưới đánh cá. Gioan nhận ra Chúa Giêsu và nhắc cho Phêrô biết chính Chúa đó. Vẫn một nhiệt tình, Phêrô vội quấn áo gieo mình xuống biển đến gặp thầy. Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô: con có yêu mến thầy không? Phêrô trả lời: thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Ba lần xác quyết tình yêu, lúc ấy Chúa Giêsu trao sứ mạng cho ông: hãy chăn dắt đoàn chiên của thầy. Và Chúa còn thêm: khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, ngươi sẽ giang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho và lôi đi nơi ngươi không muốn. Từ đây, Phêrô lãnh nhiệm vụ điều khiển cộng đoàn. Phêrô còn đề nghị chọn một tông đồ thay thế cho Giuđa, kẻ phản bội đã thắt cổ tự tử. Ngày lễ hiện xuống, Phêrô là tông đồ đầu tiên công khai rao giảng tin mừng Chúa Kitô phục sinh. 3.000 người đã trở lại sau bài giảng ấy. Thật là một mẻ lưới lạ lùng. Tại cửa đẹp đền thờ Jerusalem, Phêrô thấy một người què từ lúc mới sinh. Ngài nói với anh ta: vàng bạc thì tôi không có, song có gì tôi cho anh. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh hãy bước đi. Người què liền khỏi bệnh và nhảy lên vì vui sướng đi lại được. Sau phép lạ này, Phêrô giảng lần thứ hai cho dân. Lần này số người lên đến 5.000 người. 5.000 người trở lại. Thành công lớn lao này, một cho các đầu mục trong dân bực tức, làm những người đầu mục trong dân bực tức vì ghen tức. Họ cấm các tông đồ không được rao giảng về Chúa Kitô nữa. Nhưng đầy can đảm, Thánh Phêrô trả lời: vâng lời các ông hơn là vâng lời Thiên Chúa, có phải lẽ không? Các tín hữu quây quần bên các thánh tông đồ. Họ mang của cải đặt dưới chân các ngài để mưu ích chung cho mọi người. Ananias và Sapphira tiếc của còn muốn nên danh giá. Vợ chồng hắn nói dối là đã dâng hết rồi, không giữ lại gì cả, khiến lần lượt họ chết ngã và chết ngay dưới chân Phêrô. Các phép lạ ngài thực hiện ngày càng nhiều. Tại Lida, Enea liệt giường được lành mạnh. Tại Joppe, chị Tabitha đã chết 2 ngày được sống lại. Bóng của Phêrô cũng chữa lành các bệnh nhân. Thánh Phêrô rảo khắp xứ Judea rao giảng nước Chúa. Ngài bị Herode ra lệnh tống giam, nhưng đã được cứu thoát một cách lạ lùng. Ngài chủ tọa công đồng Jerusalem quyết định rằng các lương dân gia nhập Kitô giáo không phải giữ luật cắt bì nữa. Thánh Phêrô còn đi rao giảng bên ngoài đất Palestina. Ngài tới Antiochia xây dựng giáo hội tại đây. Sau đó ngài đi Roma và biến nơi đây thành trung tâm của Kitô giáo. Thời Nero cầm quyền, giáo hội bắt đầu bị bách hại. Thánh Phêrô bị tù và được giải cứu. Bởi đó các lính gác trở lại đạo. Khi cơn bách hại trở nên dữ dội, ngài trốn đi khỏi thành. Nhưng vừa tới cửa, ngài gặp thấy Chúa Giêsu vác thập giá tiến vào. Thánh Phêrô hỏi Chúa: thưa thầy đi đâu vậy? Chúa trả lời:
ta vào Roma để chịu đóng đinh một lần nữa. Thánh Tông Đồ đã hiểu, Ngài không trốn đi nữa mà trở vào thành để lãnh nhận triều thiên tử đạo. Theo lời chứng của Origene, Thánh Phêrô đã xin được đóng đinh lộn đầu xuống đất vì thấy mình không đáng được chết cùng một cách như thầy. Chính trên mộ ngài, người ta xây dựng đền thờ Thánh Phêrô ở Roma ngày nay. Thánh Phaolô Tông Đồ. Phaolô thành Tác-xê không phải là vị thánh của hết mọi người. Nhiều Kitô hữu tốt cảm thấy đối nghịch với ngài vì thấy ngài cứng cỏi, khô khan, thiếu hòa giải. Những người đương thời với ngài cũng cảm nghĩ về ngài như vậy. Không kể chi đến các bạn đồng lưu của ngài, ngay đến các thánh trong giáo hội như Phêrô, Marco, Barnaba đều có lần xích mích với Phaolô. Dịu dàng như Giacôbê mà cũng phải khuyên thánh nhân phải biết khéo léo hơn. Nhưng rồi cuối cùng, tất cả phải đều nhìn nhận Phaolô với niềm kính phục và tình thương mến. Đó là kinh nghiệm chung đối với ai lúc đầu cảm thấy đối nghịch với Phaolô và sau đó ngỡ ngàng khi biết rõ ngài trong các thư tín và sách công vụ sứ đồ. Phaolô thật là một con người bất khuất, trung tín và rất thân tình với anh em. Sớm hay muộn, sau khi cởi bỏ lớp vỏ sân sùi bên ngoài đi, người ta thấy rõ tính chất nhân bản và sự thánh thiện hàm ẩn của Phaolô. Thánh Phaolô sinh tại thành Tars, một thành phố trù phú miền Nam Tiểu Á. Cha mẹ ngài là những người thế giá, là công dân Roma. Ngài được giáo dục để trở thành một người biệt phái đúng nghĩa dưới chân thầy Gamaliel. Phaolô về sống tại Jerusalem khoảng một năm sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Người người đều kỳ vọng ở chàng thanh niên thông minh, đầy nhiệt tâm này. Kỳ vọng ấy đã thành sự, nhưng theo một đường lối mà họ không lường trước được. Mọi người đều biết Phaolô đã có mặt trong cuộc tử đạo của Thánh Stefano và đã nghe ngài cầu nguyện cho những kẻ sát hại mình. Chẳng bao lâu sau, trên đường đi Damas, Saulê, tên cũ của Phaolô, đã được thấy Chúa Giêsu phục sinh, người biến đổi Phaolô từ một kẻ bách hại thành một lãnh tụ Kitô giáo. Chúng ta hãy nghe chính thanh niên kể lại cuộc đổi đời của ngài như sau. Tôi là người Do Thái, sinh tại Tác-xô miền Kilikia. Tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này. Dưới chân ông Gamaliel, tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi từng bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo. Bất kỳ đàn ông, đàn bà đều bị trói bỏ tù, như cả vị thượng tế cùng cả hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damas, và tôi đi đến để bắt trói những người ở đó giải về Jerusalem để trừng trị. Đang khi tôi đi đường đến gần Damas, độ ban trưa, bỗng nhiên có luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: Saulê, Saulê, sao ngươi bắt bớ ta? Tôi đáp: Thưa ngài, ngài là ai? Ngài nói với tôi: Ta là Giêsu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người đi với tôi thấy ánh sáng nhưng không nghe thấy tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói: Lạy Chúa, con phải làm gì? Người bảo tôi: Hãy đứng dậy vào thành Damas. Ở đó người ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì Thiên Chúa chỉ định cho con phải làm. Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, cho nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damas. Ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Damas chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói: Anh Saulê, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó,
tôi thấy lại được và nhìn thấy ông. Ông nói, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Ngài, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng cho đấng ấy trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và đã nghe. Bây giờ, anh còn chần chờ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người. Ngay sau khi lãnh nhận thắp thanh tẩy, Phaolô lui vào sa mạc để suy nghĩ cầu nguyện trong 2 năm. Sau đó Ngài trở lại Damas. Chính Phaolô kể lại, khi trở về Jerusalem, đang lúc cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi, mau lên hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời con làm chứng về Thầy đâu. Tôi thưa, lạy Chúa, chính họ biết rõ con đã từng đến hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Stefano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt. Con đã tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi, hãy đi vì Thầy sai con đến với các dân ngoại ở phương xa. Phải đợi 3 năm sau, Phaolô mới lên Jerusalem bàn luận với các tông đồ. Và thanh niên đã trở về Tắc-xê. Trong khoảng 10 năm, chúng ta không thấy Phaolô xuất hiện. Đây là khoảng thời gian mà với sự trợ lực của Thiên Chúa, trí khôn của thánh nhân xây dựng cây cầu nối giữa Do Thái giáo với Kitô giáo, giữa dân Do Thái với dân ngoại. Việc nối kết này là món quà lớn lao nhất thánh nhân đã trao tặng cho thế giới. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô không phải là người đầu tiên rửa tội cho một lương dân. Thánh Phêrô đã rửa tội cho Cornelio. Thánh Philippe đã rao giảng tin mừng ở Samaria và rửa tội cho hoạn quan người Ethiopia. Nhưng việc rao giảng có hệ thống cho những người không phải là Do Thái chỉ bắt đầu ở Antioquia vào đầu thập niên 40. Thánh Barnaba được các tông đồ sai đi xem xét tình hình. Nhưng thánh nhân đã đi xa hơn. Ngài nghĩ tới Phaolô còn đang sống âm thầm ở Tarsê và đến tìm ông. Thánh Phaolô trở về Antioquia với Thánh Barnaba. Từ đó, Phaolô hiến trọn cuộc đời cho công cuộc truyền giáo. Ngài bỏ vai trò của Maria và lãnh lấy vai trò của Marta. Nhà học giả và chiêm niệm ấy trở thành thầy dạy và nhà giảng thuyết. Hết cuộc hành trình này, tiếp đến cuộc hành trình khác, không mỏi mệt, Thánh Phaolô tung chân đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Ngài đi truyền giáo ở Cyprus, Tiểu Á, ở Macedonia và Hy Lạp. Mỗi khi Phaolô đến đâu, là nơi đó nổi lên cơn giông tố nhiệt tình một bên và ghen ghét bên kia. Nhốt tù, bị ném đá, đánh đập, bị đám tàu, yếu đau và cả đến thất vọng nữa. Nhưng Ngài vẫn cứ tiếp tục đường ta cứ đi. Mỗi khi đến nói chuyện ở hội đường, Phaolô trích thánh kinh. Ở công trường, Ngài trích thơ văn cổ và từ đó phát sinh các trung tâm Kitô giáo. Trong 12 năm trời, Phaolô đã biến đổi cộng đoàn Do Thái nhỏ thành bào thai của một tôn giáo toàn cầu. Năm 57, Phaolô trở về Jerusalem. Bạn bè xin Ngài đừng đi. Họ biết rằng hội đồng công tọa ghét Phaolô, ghét cay ghét đắng, mà giáo hội nhỏ bé không đủ sức bảo vệ cho Phaolô. Phaolô vẫn bất khuất ra đi, và trong vòng 1 tuần lễ, mọi sự xem ra rất ổn thỏa. Nhưng rồi lộn xộn xảy ra, Phaolô lại được cứu thoát khỏi bọn đấu tố nhờ sự can thiệp của đội lính canh người Roma. Tiếp sau đó là 2 năm tù tội bất công vì nhà cầm quyền Roma muốn được quả hối lộ. Trong thời gian này, Phaolô vẫn dùng cơ hội thuận tiện để rao giảng tin mừng. Bị áp bức bởi Festo, Phaolô nại đến sự che chở của hoàng đế đối với công dân Roma và được gửi về Roma. Con tàu bị bão đánh và bể nát ở bờ biển Manta. Dịp này cho thấy tài điều khiển bẩm sinh của Phaolô trong trường hợp khẩn trương.
Tới mùa xuân năm 60, đoàn người tới thủ đô, Phaolô đã có mặt ở đó. Và Phêrô đã có mặt ở đó và Phaolô lui vào bóng tối. Về những chuyến du hành của Phaolô đi Tây Ban Nha và về Cận Đông, chúng ta không có đủ tài liệu. Truyền thống nói ngài bị tù tội lần thứ hai dưới thời Nero. Khi Phaolô tới Roma, Phêrô đã có mặt, tin mừng đã được rao giảng, bí tích đã được cử hành, có lẽ phúc âm đã được Marco khởi soạn. Vậy, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta tự hỏi đâu là phần đóng góp của Phaolô như là cột trụ của giáo hội. Trước hết, phải kể đến nhiệt tâm và gương mẫu cuộc sống của thánh nhân. Nhưng phần chính yếu Phaolô mang lại là nền tảng vững chắc về tri thức của giáo hội, giúp con thuyền của ngư phủ Phêrô đương đầu với bão tố. Ngài không thích mơ hồ, nhưng quan tâm tới từng hệ luận tàng ẩn trong giáo thuyết. Thực ra khi nói giáo thuyết của Phaolô thì không chính xác cho lắm. Ngài không sáng nghĩ ra giáo thuyết, nhưng Phaolô khai sáng ra những gì đã lãnh nhận được. Chẳng hạn khi nói Chúa Giêsu là Đức Kitô, ngài dựa vào một giải thích hoàn toàn mới mẻ về ký ước với những ý niệm giáo hội là Israel mới, ơn thánh thay thế luật Môi-se, Đức Kitô là Adam mới, là hình ảnh hoàn hảo của Thiên Chúa. Thế là từ một người bắt đạo, Phaolô trở nên vị giảng đạo sốt sáng nhiệt thành. Đặc biệt thánh nhân luôn lo đem Chúa đến cho lương dân, cho nên được gọi là tông đồ dân ngoại. Phaolô dốc hết toàn lực rao giảng đạo Chúa, chịu không biết bao nhiêu là gian khổ, thử thách, bách hại vì Chúa. Sau cùng đã được phúc từ đạo, Phaolô bị chém đầu khoảng năm 66 ở Trifontaine. Thánh giám mục Augustino, thưa anh chị em, đã hết lời ca ngợi cuộc từ đạo của hai thánh Phêrô và Phaolô như sau: chúng ta mừng lễ từ đạo của hai thánh tông đồ trong một ngày, vì hai vị cũng chỉ là một. Dù các ngài đã chịu khổ nạn trong hai ngày khác nhau, nhưng các ngài chỉ là một. Thánh Phêrô đi trước, thánh Phaolô theo sau. Hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh từ đạo, thật là một ngày thánh thiện vì được tưới gội bằng máu của các ngài. Chúng ta yêu mến đức tin, đời sống, sự đau khổ của các ngài. Chúng ta yêu mến điều các ngài tuyên xưng và điều các ngài giảng dạy. Giờ đây mời anh chị em cùng kết thúc bài chia sẻ về thánh Phêrô và Phaolô trong Chuyện đạo chuyện đời với lời nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài mà hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, thì xin cho hội thánh cũng trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ôi danh vọng làm ta vui sướng, quá sang giàu bỏ quên mất Chúa. Dù con là sỏi đá vô chi, cũng bần thân con tim yêu mềm. Nguyện xin các thánh thông công cầu bầu cùng Chúa Trời ban sinh lực cho con chiến đấu, thắng được cơn cám dỗ, thoát qua cơn mê cuồng trần ai.